Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn bằng cách cài đặt cái dòng driver máy in HP LaserJack Pro M1212NF cho cái hệ điều hành Windows 10 nhé bạn. Thì trước khi cài đặt á, thì các bạn nhớ bật nguồn máy in lên. Đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn bằng cách cài đặt qua cổng kết nối USB nha. Đó, thì các bạn sẽ chuẩn bị một dây cáp USB, cáp kết nối máy in qua cổng USB. Các bạn sẽ gắn vào một đầu, các bạn sẽ gắn vào máy in. Đầu USB các bạn sẽ gắn vào laptop hoặc là máy tính PC. Đó, đây là cái hệ điều hành Windows 10 của mình nha các bạn. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ kiểm tra cái cấu hình máy, các bạn click phải chuột vào Disk PC chọn Property. Rồi, thì đây là toàn bộ cái thông tin cũng như cái phiên bản Windows của mình nha. Thì máy mình đang chạy hệ điều hành Windows 10, hệ điều hành Windows 64 bit nha các bạn. Rồi, tiếp theo các bạn cũng click phải chuột vào Disk PC chọn Manage. Rồi các bạn vào Device Manager. Đó, thì khi các bạn gắn dây cáp tín hiệu vào máy tính thì nó phải nhận tín hiệu nha. Đó, ở phần Order Device, đó là những cái driver của cái máy in. Đó, phần Ring nó cũng hiển thị cái mã máy in. Rồi tiếp theo các bạn sẽ mở cái trình duyệt web của các bạn lên để các bạn sẽ tải cái driver về. Các bạn sẽ gõ cho mình download driver HP M1212NF. Rồi các bạn sẽ truy cập vào cái trang chủ của supporthp.com. Rồi sau khi các bạn đã truy cập vào đường link thì các bạn sẽ chọn vào cái phần download driver, cái phần full driver software nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ chờ cho cái quá trình download cái driver này về. Rồi sau khi tải driver về xong á thì các bạn sẽ click vào cái file driver, các bạn sẽ mở và các bạn sẽ tiến hành cài đặt luôn nha. Rồi ở đây mình sẽ đóng hết các cái trình duyệt. Rồi, nó hiển thị các bạn thông báo thì các bạn sẽ nhấn nét. Rồi các bạn sẽ tích vào cái dòng HP LaserJack Pro M1212 nha. Rồi, tiếp tục nhấn nét. Rồi, ở đây các bạn sẽ tích vào cái dòng config to print USB nha. Cài đặt kết nối qua cổng USB rồi nhấn nét. Thì cái quá trình này nó sẽ mất một vài phút. Thì các bạn sẽ chịu khó, các bạn chờ cho quá trình install driver nha các bạn. Rồi khi các bạn cài mà tới cái bước này nó hiển thị các bạn thông báo này á, mà các bạn thấy nó đứng hoài mà nó chờ lâu á, thì các bạn sẽ rút dây cáp kết nối USB, các bạn sẽ rút ra, các bạn sẽ gắn lại nha, cho nó nhận cái tín hiệu lại, thì lúc đó nó sẽ tiếp tục install driver nha. Đó, như mình vừa rút ra mình gắn lại là nó chạy liền luôn nha các bạn. Rồi tiếp theo bạn sẽ nhấn nét nha.
Đó, phím nhiệt, như vậy là cái quá trình install driver đã xong. Thì sau khi bạn nhấn cái phần phím nhiệt kết thúc thì đồng thời nó cũng sẽ in ra một cái bảng in. Đó, đây là cái bảng in mà nó sẽ hướng dẫn cho bạn nha. Rồi nó hiển thị các bạn thông báo thì các bạn cứ nhấn nét. Rồi các bạn sẽ nhấn cancel. Rồi tiếp theo các bạn sẽ vào control panel device register. Đó, các bạn sẽ reinstate bay. Khi bạn cài driver thành công á, thì các bạn nhấn lên in á, thì nó sẽ in ra cái bản in test nha các bạn. Đó, thì mình vừa nhấn lên in test á, thì đồng thời máy in nó cũng nhận lệnh và nó đã in ra một cái bản in test nha. Thì đây là cái dòng cái máy đa chức năng nha bạn, nó vừa scan photo cũng như vừa in nha. Rồi ở đây mình cũng sẽ scan thử tính năng. Đó, các bạn sẽ chuẩn bị một cái giấy để các bạn có thể scan trên máy tính luôn nha. Đó, ở đây mình cũng chuẩn bị một cái bảng photo, cái bảng in để mình scan cho nó scan nha. Đó, các bạn sẽ click phải chuột vào cái dòng máy in rồi chọn start scan. Đó, thì cái file mà các bạn sẽ để trong máy in nó sẽ quét vào máy tính của bạn nha. Đó, ở đây các bạn có thể lưu trên máy tính và đồng thời các bạn có thể in cái file các bạn vừa scan vừa photo để các bạn in ra luôn. Rồi như vậy mình đã scan cái file ra rồi. Đó, nó yêu cầu bạn đặt tên file cũng như các bạn lưu ở đâu thì bạn sẽ export ra. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái file này. Vừa scan ra mình sẽ in luôn. Đó, các bạn sẽ click phải chuột và chọn vào phần print. Rồi các bạn sẽ tùy chỉnh size và các bạn sẽ chọn đúng cái máy in HP M1212 nha. Rồi sau đó các bạn sẽ nhấn vào phần print. Đó, thì đồng thời máy in nó cũng nhận lệnh và nó sẽ in ra các bạn in. Đó, thì ở đây mình vừa in là một cái file in từ cái file mà mình scan trên máy tính. Rồi tiếp theo mình sẽ mở file làm việc ra để mình in test luôn nha. Đó, các bạn có thể mở file làm việc hoặc là các bạn sẽ đánh một đoạn văn bản nào đó để test những cái phần mềm Microsoft Office đó nó có in được hay không nha. Rồi thì vừa rồi mình vừa hướng dẫn các bạn cách cài đặt cái dòng driver máy in HP LaserJet Pro M1212NF được cài trên hệ điều hành Windows 10. Thì video mình chia sẻ đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy video mình hay và hữu ích thì bạn nhớ like và nhớ nhấn vào chuông đăng ký để luôn luôn cập nhật được những video hay và hữu ích tiếp theo của mình nha. Một lần nữa cho phép mình xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn những video mới nhất nha.